Bạn món ngon từ lớn trên xuống mới bông vị phở bún miến. Không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về mau thật mau. Căn nhà ta cùng thuê ở giờ đây đã có người thuê rồi, người ta nhìn thật hạnh phúc, bọn mình bơ vơ thấy mình ngu ngơ. Em thì quá bận với những khoản lo, nhiều hôm ở công ty trễ lương thì tôi ăn bài mì, tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn. Nhưng ngày tháng rất căng, nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu, chiếc xe cùi bắp bê bánh ngoài đường hai ta thấy bình thường, mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Nhớ xưa mình thích những món lề đường, hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi thêm cái trứng gà, đến nay điều ước cũng đã thành thật, thành phố mỗi lúc càng chợt ta mất nhau, dễ gì gặp lại nhau. Bận với những khoản lo, nhiều hôm mà công ty trễ lương thì tôi ăn bánh mì, tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn. Nhưng ngày tháng rất căng, nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu hai ta có nhà lầu, lên xe hơi có đủ tất cả màu, chiếc xe cùi bắp bê bánh ngoài đường hai ta thấy bình thường, mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Nhớ xưa mình thích những món lề đường, hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi thêm cái trứng gà, đến nay điều thành phố mỗi lúc càng chợt ta mất nhau, câu chuyện cười.